Thưa quý vị và các bạn, việc đấu tranh phản bác các luận điệu ngụy tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội, góp phần vạch trần những âm mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trong chương trình trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn trích đoạn phần đầu bài Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội của Tiến sĩ Lê Hải. Chương trình hôm nay xin giới thiệu trích đoạn phần còn lại của bài viết này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các phương tiện truyền thông xã hội rất đa dạng, bao gồm nhiều loại hình tính năng ứng dụng, trong đó mạng xã hội có diện phủ rộng nhất. Không thể phủ nhận, các phương tiện truyền thông xã hội là một thành tựu vĩ đại của nhân loại, mang đến nguồn tài nguyên thông tin tri thức vô hạn, những tiện ích trong kết nối giao tiếp xã hội chưa bao giờ có trước đây nếu được sử dụng vào những mục đích tích cực thì chúng sẽ tạo nên những giá trị vô cùng to lớn trong ván bài chính trị chống phá ta các thế lực thù địch sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như một con át chủ bài và thông qua đó chúng xào quyệt tập trung ngụy tuyên truyền về tham nhũng vốn là vấn đề xã hội hết sức nhức nhối vấn đề nhạy cảm gắn liền với sự tha hóa về quyền lực chính trị từ đó dễ dàng bôi đen thổi phồng các khuyết điểm xuyên tạc về đảng nhà nước ta âm mưu truyền hóa từ tuyên truyền về chống tham nhũng sang kích động chống phá về chính trị. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để tung hòa mù, bùa vây không gian mạng, hỏng gây nhiễu thông tin bằng những màn lừa bịp cháo trở biến hóa khó lường. Song tập trung nhất vẫn là xuyên tạc khoét sâu một số nội dung chủ yếu sau. Một là trên không gian mạng, các thế lực thù địch xào biện và quy chụp tham nhũng chỉ tồn tại và nở rộ ở chế độ một đảng cầm quyền như tại Việt Nam. Chúng cho rằng đây là vấn đề thuộc về bản chất thể chế, không thể thay đổi được hoặc dù tham nhũng có ở các thể chế chính trị khác nhưng nghiêm trọng hơn ở chế độ một đảng. Chúng cho rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiệu quả thấp do thiếu vắng sự kiềm chế và đối trọng giữa các nhánh quyền lực như cơ chế tam quyền phân lập. Sự thật là tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, một hiện tượng xã hội gắn liền với sự xuất hiện của chế độ tư hữu, sự hình thành giai cấp và sự ra đời, phát triển của nhà nước. Nó là căn bệnh đồng hành và tồn tại ở mọi nhà nước không phân biệt chế độ chính trị. Khi còn nhà nước và quyền lực chính trị thì tất yếu còn tham nhũng thể chế chính trị khác hay giống nhau không thể là lằn danh ngăn cản sự xuất hiện của tham nhũng hay quyết định tham nhũng nhiều hay ít. Ngày nay, thực tiễn chính trường và xã hội tư bản vẫn đầy rẫy những vụ việc tham nhũng đình đám, không khó để điểm mặt chỉ tên những vụ việc này ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức. Dù chúng biến tướng ngày càng phức tạp, được chính giới và tài phiệt tư bản cấu kết, che đậy hết sức tinh vi. Tham nhũng là khối u ác tính không thể cắt bỏ trong xã hội tư bản và nó đẩy các mâu thuẫn bản chất không thể hóa giải trong xã hội tư bản lên càng cao. Dù rằng nhà nước tư bản có gắng gượng cài tổ đến đâu, sự thực nhãn tiền đó khiến cho những kẻ vẫn lu loa luận điệu rằng chỉ có ở chế độ chính trị một đảng mới có tham nhũng trở nên hết sức lố bịch, càng lố bịch hơn khi họ lớn tiếng ca ngợi sự mẫu mực của các nước tư bản trong chống tham nhũng và cho rằng chỉ nhà nước pháp quyền tư bản và cơ chế tam quyền phân lập mới chống tham nhũng hiệu quả từ gốc hay thể chế dân chủ tư sản đã là một cơ chế tự thân để phòng và chống tham nhũng và rằng hoàn toàn có thể tích hợp cơ chế tam quyền phân lập trong chế độ xã hội chủ nghĩa có thể lấy ví dụ tại hàn quốc đất nước tiêu biểu cho chế độ đa đảng và tam quyền phân lập tình trạng tham nhũng hiện nay vẫn diễn ra hết sức nhức nhối Rõ ràng cơ chế tam quyền phân lập không phải là phương thuốc thần diệu kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng được triệt để. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay đã trở thành một trong những vấn đề toàn cầu. Sự tham khảo kinh nghiệm chống tham nhũng giữa các quốc gia và xây dựng cơ chế phối hợp chống tham nhũng ở tầm quốc tế là hết sức cần thiết trên cơ sở sự vận dụng sáng tạo linh hoạt phù hợp với điều kiện và thể chế chính trị từng nước tuy nhiên trong mỗi chế độ nhà nước khác nhau thì tính chất mức độ và cách xử lý với tham nhũng cũng khác nhau phụ thuộc vào bản chất giai cấp phương thức tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước vào năng lực đạo đức của đội ngũ công chức của nhà nước đó việc tham khảo tiếp thu về kinh nghiệm chống tham nhũng không hề đồng nghĩa phải bê nguyên si hay áp dụng cả hệ thống chính trị của quốc gia khác như vậy rõ ràng là mớ xảo biện ngụy tuyên truyền như đã nêu ở trên của các thế lực thù địch chẳng có gì khác ngoài chiêu trò lợi dụng và mượn con bài chống tham nhũng để chuyển sang chống phá về tư tưởng và chính trị. Đảng ta lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với hệ thống pháp luật ngày càng hoàn bị để phòng chống tham nhũng hiệu quả với những bước đi chắc chắn, bài bản và lâu dài. Chúng ta tiếp thu tinh hoa của văn minh nhân loại, các chế định pháp lý được thừa nhận chung của cộng đồng quốc tế như tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người, tính tối cao của pháp luật trong hoạt động của nhà nước và trong điều chỉnh các quan hệ xã hội, sự kiểm soát quyền lực. Tuy nhiên, trong việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, chúng ta không chấp nhận tam quyền phân lập. Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp có sự hài hòa hóa nguyên tắc tập quyền và phân công, phân cấp, vừa tập trung quyền lực để quyết định và thực thi quyền lực nhà nước nhanh chóng, thống nhất, vừa có sự kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, hạn chế sự lạm quyền và tha hóa quyền lực. Dùng kỷ luật đảng, sức mạnh của pháp chế xã hội chủ nghĩa kết hợp với sự giám sát xã hội, phản biện xã hội và sức mạnh của dư luận rộng rãi để đấu tranh chống tham nhũng nhà nước ngày càng tiến hóa và văn minh hơn nên cơ chế phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn. Thực tiễn xây dựng xã hội mới theo lý tưởng Cộng sản phải trải qua những bước quá độ nhất là trong điều kiện phải sử dụng một số yếu tố tư bản chủ nghĩa để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ cho nên tất yếu khiến cho quá trình khắc phục hiện tượng tham nhũng còn là một cuộc đấu tranh hết sức lâu dài, cam go, phức tạp. Hai là các thế lực thù địch thường xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam thực chất chỉ là cuộc thanh trừng đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm tranh giành lợi ích là chính ta đánh ta. Chúng vu cáo đảng ta chống tham nhũng vượt trên pháp luật, kích động sự trừng phạt, trừng trị. Chúng cố tình lấp liếm đi tính nhân văn trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Sự thật là, chống tham nhũng là công việc được đảng ta coi trọng và thực hiện thường xuyên nhất là từ khi đảng trở thành đảng cầm quyền trong điều kiện một đảng cầm quyền không có đảng đối lập không có nghĩa đảng có thể tự bằng lòng chủ quan duy ý chí chuyên quyền độc đoán không có khả năng nhận ra và sửa chữa những sai lầm khuyết điểm của mình đảng ta thường xuyên tự đổi mới tự trình đốn chính mình đặc biệt tránh tha hóa về quyền lực bởi quan liêu tham nhũng một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ nếu dung túng những cán bộ đảng viên dù là cán bộ cấp cao nhưng suy thoái về đạo đức, biến chất, tham ô, tham nhũng, thì sẽ làm đảng suy yếu từ bên trong, làm sói mòn lòng tin của nhân dân. Đảng ta chống tham nhũng là để thanh lọc, sàng lọc cán bộ, làm trong sạch bộ máy, góp phần giữ sự xác tín chính trị, tính chính đáng và xứng đáng với vai trò lãnh đạo và địa vị cầm quyền của mình. Tuyệt nhiên không phải là thanh trừng nội bộ, càng không phải là cuộc đấu đá phe phái như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mặt khác, đảng ta là một khối thống nhất ý chí và hành động. Hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất thống nhất, không có đối trọng, đặt đến sự lãnh đạo duy nhất của đảng, đại biểu trung thành cho ý chí và lợi ích thống nhất của giai cấp công nhân và của cả dân tộc. Đảng lãnh đạo nhà nước để bảo đảm nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi quyết sách của đảng trong đó có việc chống tham nhũng đều vì lợi ích của nhân dân của dân tộc. Luận điệu cho rằng tham nhũng là chất xúc tác làm xung đột giữa các phe phái, làm đảo lộn trật tự quyền lực và chống tham nhũng chỉ vì lợi ích riêng của đảng, chặn xu hướng ly khai khỏi quyền lực hệ thống, quyền lực trung tâm của đảng là hoàn toàn phi lý và vô căn cứ, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của những kẻ mang thâm thù với chế độ xã hội chủ nghĩa đồng thời mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh công bằng khách quan theo tinh thần thượng tôn pháp luật kỳ luật của đảng phải nghiêm hơn pháp luật nhưng kỳ luật của đảng không thay thế kỳ luật hành chính kỳ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật quan điểm lấy kỳ luật đảng thay pháp luật là sự sai lệch và làm tổn thương uy tín của đảng bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2018. Do đó, không thể có các quy định chống tham nhũng của Đảng đứng trên pháp luật, có sự can thiệp chính trị, xử ép hay vi phạm nhân quyền, vi hiến và càng không thể mượn cớ chống tham nhũng để xào biện phải có cái gọi là luật về đảng vì mọi hoạt động của các tổ chức đảng đảng viên và vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội đã được quy định tại hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đạo luật gốc có hiệu lực pháp lý tối cao ba là các thế lực thù địch tung thông tin trên không gian mạng với những rêu rao rằng chống tham nhũng ở nước ta như con thuyền không bến là cuộc chiến nửa vời vẫn còn nhiều vùng cấm và rằng càng kỳ luật xử lý nhiều cán bộ tham nhũng thì càng làm nhụt đi ý chí của đội ngũ cán bộ đảng viên, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ đoạn này nhằm cố tình bôi đen phủ nhận những kết quả hết sức tích cực mang tính bước ngoặt từ công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng ta vừa qua. Gieo rắc tâm trạng hoài nghi bi quan, nhất là sự thiếu tin tưởng trong dư luận xã hội, âm mưu chặt đứt cơ sở quan trọng bậc nhất để cuộc đấu tranh chống tham nhũng thành công. Đó là niềm tin, sự ủng hộ và cùng vào cuộc của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phải thẳng thắn nhìn nhận, có những giai đoạn chúng ta chống tham nhũng chưa như mong muốn, hiệu quả còn thấp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, chưa khi nào công cuộc phòng chống tham nhũng ở nước ta được thực hiện giáo diết quyết liệt như hiện nay. Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, bất luận là ai kể cả những người bao che dung túng tiếp tay cho tham nhũng hay can thiệp ngăn cản việc chống tham nhũng. Chúng ta tiến hành chống tham nhũng toàn diện, gắn liền với tăng cường chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và đã xử lý nhiều cán bộ cao cấp, tổ chức Đảng vi phạm, trong đó có cả các đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng, kỷ luật cả cán bộ đương chức và đang nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang, làm nghiêm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chống tham nhũng cũng không hề làm thối chí hay dã đám tinh thần như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Khi những tiêu cực bị đẩy lùi, chính nghĩa và sự thanh liêm đã được bảo vệ sẽ thực sự dấy lên niềm tin và khí thế mới trong cả hệ thống chính trị, chuyển biến thành những kết quả tích cực trong công tác xây dựng đảng và những tín hiệu tích cực của nền kinh tế đất nước. Rõ ràng, cam kết danh dự và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của đảng ta cùng những kết quả phòng chống tham nhũng quan trọng đạt được trong thực tiễn, tự nó là những minh chứng sống động và đầy sức thuyết phục đanh thép bác bỏ những luận điệu xuyên tạc ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trích đoạn phần 2 của bài viết Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội của tiến sĩ Lê Hải bài đăng trên tạp chí cộng sản chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau